ở tại nhà tù Stanley phía đông bắc Hồng Kông. Sau này nhờ có luật sư người Anh tên là Frank Lozobai đã giúp đỡ Nguyễn Ái Quốc kháng án trước tòa, nên Nguyễn Ái Quốc đã được tự do. Trong ghi chép của mình sau này, Bác Hồ viết, vị luật sư này chỉ đề nghị được tin tưởng trong thực hiện công việc của mình và chỉ nói sự thật. Còn những người cách mạng Việt Nam, họ sẽ giữ bí mật về các hoạt động của mình. Nak Abhivat thuk khon mi suon thi cha tong kep khwam lap nan chen kan. Cuối cùng, vị luật sư bảo chữa này đã đưa ra những lý lẽ để bảo vệ cho Nguyễn Ái Quốc trước những lời buộc tội chống phá chính quyền Anh và tội nhập cư bất hợp pháp. Vì thế, Nguyễn Ái Quốc đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ Hồng Kông. Sau khi bị trục xuất khỏi Hồng Kông, chính quyền Anh lo ngại nếu đưa Nguyễn Ái Quốc trở lại Việt Nam, rất có thể chính quyền Pháp tại đây sẽ kết án tử hình với người. Mà nếu vậy, nhân dân toàn thế giới sẽ lên án chính quyền Anh. Vì vậy, chính quyền Anh quyết định đưa người sang Singapore. Nhưng chính quyền Singapore không chấp nhận Nguyễn Ái Quốc. Vì thế, luật sư Lozobai đã phải đàm phán với vị toàn quyền Singapore để đưa Nguyễn Ái Quốc trở lại Trung Quốc và sau đó sang nước Nga. Lúc này, chính quyền Pháp tìm cách tuyên truyền ở Việt Nam rằng Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù tại Hồng Kông. Và qua các lễ tưởng niệm người Việt Nam, chính quyền Pháp đã thấy rõ lòng thành kính của người dân Việt Nam đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam như thế nào. Thực tế, trong lúc này, Nguyễn Ái Quốc đang trên thuyền từ Singapore tới Macau nhằm trốn tránh sự truy đuổi của Tưởng Giới Thạch. Lúc này đang cầm đầu Quốc dân đảng chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người đi tiếp tới Thượng Hải và thành phố biển Vladivostok ở phía đông nước Nga sau đó. Từ Vladivostok, người đi tàu hỏa tới Moscow, lúc này là khoảng năm 1934. Lúc này tại Việt Nam, các phong trào khởi nghĩa chống Pháp nổi lên khắp nơi. Điển hình là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau này, người có nhận xét rằng khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh là sự thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết và sức mạnh của nhân dân Việt Nam. Cuộc khởi nghĩa tuy đã thất bại, song đã đóng vai trò quan trọng, vạch đường lối và làm tiền đề cho thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Sáu năm ở nước Nga, người tập trung nghiên cứu và học tập chủ nghĩa Mác Lênin để vạch kế hoạch cho cuộc tổng khởi nghĩa ở Việt Nam. Thời cơ thuận lợi đã đến khi quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi trước Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch năm 1938 tại Tây An.
Người Ái Quốc đã từ nước Nga qua Trung Quốc về phía Bắc Việt Nam, giáp biên giới Trung Quốc, ở cùng với cộng đồng dân tộc người Nùng hay người Thái Đen. ผ่านมณฑลกวางสีหนานหนิงเพื่อไปอยู่กับชนหมู่น้อยที่เรียกว่าชนเผ่าหนุงหรือไทยหนุงต่อมารู้จักกันในประเทศไทยว่าเป็นชาวไทยดำ Người Nùng đã sinh sống ở khu vực phía Bắc Việt Nam hàng trăm năm. Khu vực sinh sống chủ yếu là vùng rừng núi. Cho tới nay, người Nùng ở đây vẫn giao tiếp với nhau bằng tiếng Thái, như tiếng Thái, vùng Đông Bắc Thái Lan. Sống cộng đồng chặt chẽ trong các đại gia đình. Tập tục sinh hoạt giống như người Thái vùng Đông Bắc Thái Lan. Cách ăn mặc cũng giống như người Thái Đen. Khung cảnh Bắc Bó, tỉnh Cao Bằng, núi non trùng điệp. Vượt qua biên giới bên kia là lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Người Ái Quốc bây giờ hoạt động qua lại giữa biên giới hai nước, tìm kiếm sự giúp đỡ của quốc tế Cộng sản. Một ngày, người đã rơi vào tay của lực lượng Quốc dân Đảng Trung Quốc và bị bắt giam ở Trung Quốc lần thứ hai. Lần này mất khoảng một năm. Sau đó, trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động. Bắc Bó là khu vực rừng núi hiểm trở. Người Ái Quốc đã chọn nơi đây làm nơi tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thành công sau này. Ngày 28 tháng Giêng năm 1941, người Ái Quốc đã trở về quê hương sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài. Kể từ ngày người rời Sài Gòn năm 1911, lần trở về này, người Ái Quốc đã phải trải qua một quãng đường dài từ Nga vượt qua Trung Quốc. Cho đến nay, không có một ghi chép nào về những hoạt động của Bác trong khoảng thời gian 3 năm. Chỉ biết cuối cùng Bác Hồ đã về đến tỉnh Cao Bằng, bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến cứu nước.